biển thì lúc tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi chỉ không biết là lúc tôi mê. Sau này tôi nghe kể lại, nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì nói bác sĩ trực là 24/24, và các y tá rất nhiệt tình giúp đỡ tôi mọi mặt, tôi rất cảm ơn. Đấy, không biết cái gì nhưng là tỉnh dậy thì mới biết. Rồi về sau khỏe khỏe thì mới hỏi là tại sao cô bị như thế này. Mình cũng chẳng biết là mình bị bệnh gì nữa.